Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Hai, ngày 2 tháng 3 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Kim Động có 75% đảng bộ cấp cơ sở tổ chức thành công đại hội. Hiệu quả điều động luân chuyển cán bộ từ huyện về xã. Các trường học đẩy mạnh thực hiện những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ngay từ ngày đầu tiên đi học trở lại. Huyện Phù Cừ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, huyện Kim Động là đơn vị tổ chức đại hội đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan hành chính, cơ quan đảng, đoàn thể doanh nghiệp sớm nhất tỉnh. Đến nay, 75% đảng bộ xã, cơ quan đã tổ chức thành công đại hội. Đảng bộ huyện Kim Động hiện có 40 chi bộ đảng bộ trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ xã thị trấn, 23 chi đảng bộ cơ quan. Đến nay đã có 30 trên 40 đảng bộ tổ chức thành công đại hội, còn 10 đảng bộ chưa tổ chức đại hội. Dự kiến đại hội đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn huyện Kim Động tổ chức xong trước ngày 20 tháng 3. Qua quá trình tổ chức đại hội cho thấy, đại hội đảng cơ sở huyện Kim Động đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện đúng theo các chỉ đạo quy định hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội. Đại hội được tổ chức trang nghiêm, hoàn thành nội dung chương trình đề ra, bầu cử ban chấp hành đảng bộ khóa mới thành công tốt đẹp. Để đào tạo bồi dưỡng nguồn cán bộ thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ từ huyện về xã. Kết quả cho thấy cán bộ được luân chuyển vừa góp phần đưa phong trào đi lên, vừa khắc phục tình trạng do cán bộ là người địa phương nên ngại va chạm mà chưa quyết liệt giải quyết những tồn tại ở cơ sở mình. Năm 2015, khi đang giữ chức Phó Bí thư huyện đoàn, anh Tùng được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Nhờ sự năng nổ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh đã quy tụ tập hợp được khối đoàn kết trong xã, nên việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả hơn trước. Nay được điều trở lại huyện làm huyện ủy viên, Phó Bí thư huyện đoàn, anh sẵn sàng nhận những nhiệm vụ mới mà tổ chức Đảng phân công. Thời gian gần 5 năm về cơ sở không chỉ giúp anh có thêm kinh nghiệm thực tế trong công tác về sau này, mà còn tốt cho cả phong trào của xã. Tôi được tiếp xúc với rất nhiều các cái lĩnh vực về công việc, từ công tác tổ chức, công tác kiểm tra, các cái hoạt động của Hội đồng Nhân dân và cả những các cái lĩnh vực chuyên môn như là quản lý đất đai, về sản xuất nông nghiệp hay là về các cái quy hoạch nông thôn mới và các cái hoạt động của địa phương thì tôi đã rút ra được rất nhiều các cái kinh nghiệm trong công tác. Rất năng động, năng nổ trong công việc, quy tụ cán bộ của xã đoàn kết để phấn đấu coi là đảng bộ từ 2015, 16, 17, 18 là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều động luân chuyển cán bộ là một chủ trương đúng để mỗi người tự trau dồi, rèn luyện bản thân mình, là cơ sở để sẵn sàng hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ khác khi được tổ chức phân công. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác luân chuyển điều động cán bộ cấp huyện về xã được các địa phương đẩy mạnh thực hiện, từ cán bộ chuyên môn cho đến lãnh đạo các phòng ban. Kết quả cho thấy, các cán bộ được điều động luân chuyển về cơ sở đã phát huy tốt kiến thức, năng lực của mình trong công tác ở địa phương. Đây cũng là một môi trường đào tạo, ngoài cái môi trường đào tạo ở các trường học, đây cũng là môi trường đào tạo cái thực tế để mình có cái kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo sau này. Để việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo lời Bác ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực hơn, trong đó có nội dung cán bộ nói phải đi đôi với làm, thì việc luân chuyển cán bộ từ huyện về xã sẽ giúp nhiều địa phương giải quyết tốt những vấn đề bức xúc đặt ra trong công tác quản lý nhà nước tại cơ sở, như tình trạng xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm đất đai, v.v. Mặt khác, luân chuyển cán bộ từ huyện về xã cũng là giải pháp để tránh tình trạng cán bộ là người của địa phương nên nể nang, né tránh, ngại va chạm mà không kiên quyết xử lý khi có sai phạm. Nhằm tạo điều kiện cho người dân đến làm các thủ tục hành chính thuận lợi, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi đã không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và có những biện pháp hỗ trợ kinh phí làm các thủ tục. Anh Nguyễn Văn Trường, thôn Gạo Nam, đến bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục công chứng, chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu. Sau khi được cán bộ chuyên môn nhanh chóng giải quyết các thủ tục liên quan, anh Trường được nhận giấy tờ đã công chứng và không phải nộp bất kỳ lệ phí nào. Tôi đến đây tôi thấy ở đây là phục vụ dân nhiệt tình và làm những công việc thủ tục rất nhanh. Tôi không phải đóng bất kỳ một lệ phí nào. Trung bình mỗi ngày có trên 30 tổ chức cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân xã. Mặc dù vẫn có bảng thu các khoản phí lệ phí như thế này tại bộ phận một cửa, song trên thực tế 3 năm trở lại đây, người dân không chỉ được miễn các khoản lệ phí, việc giải quyết các thủ tục cũng được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, thuận lợi. Việc người dân đến để xin thủ tục giấy tờ hành chính phải đóng cái phí lệ phí thì thực ra cái tiền nó không đáng bao nhiêu, rất khó khăn phiền hà, việc người ta dùng tiền lẻ người ta giả. Cho nên để giảm cái việc phiền hà giải quyết dứt điểm cho dân thì chúng tôi đã làm việc với các doanh nghiệp và được doanh nghiệp ủng hộ cao, người ta hỗ trợ toàn bộ cái phí lệ phí, từ đó là người dân đến đây nên liên hệ về mặt thủ tục giấy tờ rất là thuận tiện. Thực hiện nghị quyết số 36A của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2015 về chính phủ điện tử, đến nay ngành điện Hưng Yên đang được đánh giá là đơn vị dẫn đầu thực hiện nhiệm vụ này trong khối doanh nghiệp nhà nước tại Hưng Yên. Tất cả các cán bộ quản lý văn phòng giao dịch điện lực Phù Tiên đều thực hiện và sử dụng chữ ký số trong trình duyệt hồ sơ, văn bản chỉ đạo điều hành cấp dưới và báo cáo cấp trên. Mọi thắc mắc về giao dịch điện tử khi khách hàng có nhu cầu luôn được nhân viên văn phòng đón nhận và hướng dẫn tỉ mỉ. Khách hàng có thể lên dịch vụ công quốc gia, chỉ cần đăng ký là chúng tôi kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia làm mọi thủ tục cho khách hàng. Khách hàng không phải đi đâu cả, khách hàng chỉ cần ở nhà vào dịch vụ công là chuyển đến yêu cầu chúng tôi là chúng tôi có thể làm thủ tục cho khách hàng. Ông Trần Đình Tuân, trưởng phòng tổng hợp điện lực Yên Mỹ cho biết, đơn vị luôn dẫn đầu phong trào áp dụng công nghệ thông tin vào công việc, nhờ vậy nên lợi ích đem lại rất lớn. Kể cả khi đi công tác là chúng tôi có thực hiện ký số trên xe rất đơn giản, rất là nhanh, rất là tiện ích. Mà cái quan trọng nhất là giảm chi phí rất là nhiều. Trước kia thì là cứ phải là photo copy ra rồi là chuyển thủ công cho các đơn vị rất mất thời gian, bây giờ giảm rất là nhiều. Năm 2019, Công ty Điện lực Hưng Yên tham gia 12 danh mục đảm bảo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 với các giao dịch như đăng ký hồ sơ hợp đồng sử dụng điện, thay đổi thông tin đăng ký, thay đổi hình thức thanh toán tiền điện, gia hạn hợp đồng mua bán điện, chấm dứt hợp đồng mua bán điện. Bây giờ muốn thay đổi trạm biến áp hoặc lắp các trạm biến áp mới thì sẽ thông báo và xin bên chỗ bên điện lực trước, nếu họ duyệt ok thì bắt đầu mới lắp ráp. Là cái thanh toán, các cái khoản thanh toán điện tử với điện lực đối với chúng tôi là hoàn toàn thông suốt. Nói chung rất tốt, thông báo cắt điện thì đều qua tin nhắn, đều qua các cuộc điện thoại khi cần thiết nếu nóng. Và còn lại các cái khoản thanh toán thì hoàn toàn là thanh toán điện tử. Thực hiện tốt chính quyền điện tử không chỉ giúp giảm bớt chi phí đi lại, văn phòng phẩm, rút ngắn thời gian cho một công việc mà còn góp phần minh bạch hóa các khoản chi tiêu, qua đó góp phần phòng chống tiêu cực tham nhũng vặt khi cán bộ trong đơn vị thực thi nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hơn 35.000 học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp cùng sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bắt đầu đi học trở lại. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo chương trình dạy và học, thầy và trò các nhà trường đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì tất cả các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên toàn tỉnh đã hoàn tất công tác tiêu độc khử trùng, giữ gìn vệ sinh trường lớp, trang thiết bị và đồ dùng dạy học. Mặc dù đã có sự chuẩn bị rất là kỹ càng, thế nhưng hôm nay khi học sinh quay trở lại học tập thì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vẫn được các nhà trường triển khai một cách bài bản và nghiêm túc. Phụ huynh, học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên đều được thông báo không nên đến trường nếu có các biểu hiện như ho, sốt, khó thở. Ngày đầu tiên trở lại trường, học sinh được kiểm tra thân nhiệt. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đã chuẩn bị khoảng 200 máy đo thân nhiệt. Trong đó có một số trường trang bị đến tất cả các lớp như trường Trung học Phổ thông Mỹ Hào, Trung học Phổ thông Hưng Yên. Chúng tôi sẽ trực ở đây cho đến tận 8 giờ và các trường hợp học sinh đi học muộn vẫn tiến hành đo kiểm tra bình thường, và cũng dặn các đồng chí bảo vệ là ngoài cái giờ đó nếu mà có trường hợp khách đến thì phải báo cáo với ban giám hiệu nhà trường, cử nhân viên y tế ra kiểm tra thân nhiệt trước khi cho khách vào trong trường. Hôm nay, các trường không tổ chức chào cờ và các hoạt động tập thể. Thay vào đó, ngay từ tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm phổ biến để học sinh nắm được diễn biến của dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cung cấp thông tin điều tra dịch tễ. Nhiều trường đã lắp đặt thêm bồn rửa tay, trang bị nước sát khuẩn, xà phòng, khăn giấy đến tất cả các lớp. Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, gần 4.000 chiếc khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn được phát miễn phí cho sinh viên. Ban đầu thì cũng có chút lo lắng, nhưng được sự quan tâm cũng như là sự sát sao của thầy cô, nhà trường thì chúng em cảm thấy an tâm hơn khi đến trường. Bản thân bọn em xuống đến trường đã thấy các công tác chuẩn bị tốt như này thì em sẽ điện về cho bố mẹ em thì để cho bố mẹ em yên tâm hơn và biết là bọn em ở trong một môi trường nó là đang rất là tốt ạ. Song song với phòng dịch, công tác chuyên môn cũng được chú trọng, đảm bảo chương trình học chính khóa. Theo đó, học sinh khối lớp 12 được bố trí học buổi sáng, khối 10, khối 11 học buổi chiều. Chương trình học phụ đạo, hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo hiện cũng được các trường tạm dừng để phòng tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan. Sau một thời gian thì các con đến trường cũng không tránh khỏi là các con đang chệch choạc. Thì các thầy cô cũng cố gắng là tổ chức cho các con cái buổi đầu tiên đến trường với tâm lý hết sức là thoải mái, tạo hứng thú để cho các con có những cái giờ học vui, bổ ích. Trong ngày đầu tiên học sinh, sinh viên các trường đi học trở lại cùng việc thực hiện khử khuẩn lớp học, cán bộ ngành y tế cũng đã được bố trí túc trực tại các nhà trường sẵn sàng đáp ứng y tế khi cần để phòng chống dịch COVID-19. Y sĩ Bùi Văn Quý, trạm y tế xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, được phân công về trường phổ thông trung học Nam Phù Cừ phối hợp tích cực trong công tác phòng chống dịch. Ngày tiết học đầu tiên, anh đã cùng với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra thân nhiệt của học sinh, ghi chép đầy đủ những thông tin cần thiết, đồng thời phối hợp với nhà trường tuyên truyền hướng dẫn học sinh cách thức phòng chống bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm, tăng cường thêm khu vực rửa tay có đủ nước sạch, nước rửa tay diệt khuẩn và hướng dẫn cách rửa tay đúng cách cho các em học sinh. Nhiệm vụ của trạm và nhà trường là phối hợp chặt chẽ và nhân viên y tế trường học làm việc trực 24/24 trong những giờ học sinh có mặt tại trường. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong các trường học, ngành y tế tỉnh đã bố trí 50 cán bộ y tế túc trực 24/24 giờ tại 39 trường trung học phổ thông, liên cấp trung học phổ thông và 11 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Tích cực phối hợp với các trường chủ động chuẩn bị trang thiết bị y tế thiết yếu và thực hiện nghiêm túc đầy đủ các bước phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Trong cái quá trình đón học sinh, cả đồng chí bác sĩ trưởng trung tâm y tế xã và một đồng chí là y sĩ của trung tâm y tế đã đến trực cùng với các thầy cô trong ban chỉ đạo và tiếp đón học sinh ngay từ ngoài cổng trường. Đó là đo thân nhiệt cho từng học sinh một, rồi xịt khử khuẩn cho tất cả các em học sinh và phát khẩu trang miễn phí cho các em học sinh. Và phối hợp với cả nhân viên y tế về ghi theo dõi về nhiệt độ cũng như là những diễn biến bất thường. Và theo lịch ban chỉ đạo chúng tôi sẽ làm việc là tất cả các giờ theo giờ hành chính. Khi nào mà thầy và trò của nhà trường không có mặt thì đồng chí mới vắng mặt. Trường học là nơi học tập vui chơi của hàng trăm em học sinh nên cần có cán bộ y tế chuyên trách để sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn. Đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đang chung tay chống dịch như chống giặc. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh và phụ huynh an tâm, thì việc phối hợp của ngành giáo dục và y tế là rất cần thiết, quyết không để dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh ta. Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, phát huy quy chế dân chủ, nên công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Phù Cừ thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Trong năm 2019, huyện Phù Cừ đã triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ cho 13 công trình, dự án với tổng diện tích trên 450.000 m2, bao gồm 7 khu giãn dân, 6 dự án cải tạo nâng cấp và mở rộng đường giao thông nông thôn. Trong đó, hơn 700 hộ dân sống cạnh các dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông đã đồng thuận hiến gần 19.000 m2 đất thổ cư để mở rộng đường. Nhờ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nên nhiều dự án công trình trên địa bàn huyện Phù Cừ đã hoàn thành trước tiến độ, đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Nhờ làm tốt công tác quản lý đất đai và đơn giản hóa các thủ tục xét duyệt, đến nay xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân. Ông Đào Di Kiên ở thôn Diệt Pháp là một trong những hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sớm ở xã Thiện Phiến. Từ năm 2013, ông đã chủ động đến làm thủ tục đăng ký, xét duyệt và chỉ 2 tháng sau, ông đã được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình tôi nói riêng ấy và toàn xã nói chung thì cũng được các cán bộ cơ quan có thẩm quyền và cán bộ địa chính xã thì là hướng dẫn các cái thủ tục rất là cụ thể, chi tiết, rất là yên tâm bởi vì là mình thực sự là chủ sở hữu của cái mảnh đất này và tất cả được hưởng tất cả các cái quyền lợi mà nhà nước đã quy định. Bà Bùi Thị Ân ở thôn Diệt Pháp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào đầu năm 2019. Ngay sau đó, bà đã xây dựng nhà cửa khang trang, chất lượng cuộc sống gia đình được nâng cao đáng kể. Gia đình tôi được cấp sổ đỏ từ năm ngoái, thì đã phấn khởi và làm được cái nhà gian cửa khang trang để ở, thay cái cuộc sống ngày xưa là nó ảnh hưởng và nó thấp thỏm nhiều thứ. Xã Thiện Phiến có hơn 52 ha đất ở với trên 2.300 thửa đất. Đến nay, xã đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Trong đó, riêng năm 2019, xã đẩy nhanh tiến độ, cấp được hơn 300 giấy chứng nhận, đồng thời cấp đổi được trên 80% số thửa đất nông nghiệp và là địa phương có tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh nhất của huyện Tiên Lữ. Để có kết quả trên là do xã đã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng bộ phận một cửa thường xuyên tư vấn, giải đáp các thắc mắc, tranh chấp của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, hướng dẫn các bước làm giấy chứng nhận. Cùng với đó, xã xây dựng tủ sách pháp luật để mọi người dễ dàng tra cứu các thông tin về luật đất đai. Trước hết là chúng tôi phát huy tốt cái việc là quản lý đất đai trên địa bàn của trong xã. Thế mà không để cho cái việc là tranh chấp đất đai. Đơn giản cái thủ tục để cấp giấy cho nhân dân được nhanh gọn thì chúng tôi là bám sát vào cái luật đất đai và cái công tác quản lý đất đai và rà soát thật là chính xác đến các cái từng hộ. Việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Thiện Phiến đã và đang tạo sự thuận lợi cho công tác quản lý đất đai và là động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, sau 2 tháng triển khai xử lý vi phạm theo luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 về xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, toàn tỉnh đã phát hiện xử lý trên 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 1,3 tỷ đồng. Riêng trong tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 441 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, phạt tiền gần 800 triệu đồng. Giữ 10 phương tiện, tước 56 giấy phép lái xe các loại. Đối với xe quá tải, đã phát hiện và lập biên bản xử lý 6 trường hợp với số tiền trên 250 triệu đồng. Riêng đối với xử lý nồng độ cồn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 10 trường hợp vi phạm với số tiền trên 86 triệu đồng. Đáng chú ý, trong đó có một trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt trên 0,4 mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Tính từ thời điểm Nghị quyết 100 có hiệu lực, đây là trường hợp thứ 4 trên địa bàn tỉnh bị phạt với số tiền 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Theo phản ánh của một số hộ dân thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, hiện nay tỉnh lộ 386 đoạn qua khu vực chân cầu Từ Ô đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông. Theo quan sát, bề mặt đường tại khu vực này lồi lõm, xẻ rãnh, sụt lún, cộng với độ dốc của chân cầu Từ Ô nên rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đường xuống cấp là do đây là khu vực tiếp nối giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương nên lượng xe lưu thông lớn, trong đó có nhiều xe quá khổ, quá tải chở vật liệu xây dựng. Xe ở bên Hải Dương lấy vật liệu ở đây, quay đầu ở chỗ dốc này. Đấy, chỗ quay đầu này là nó thành cái thùng ra và lúc đấy là lúc lên dốc là đá đổ xuống, đấy, cát đổ xuống và hầu như là không thấy cái xe nào là che bạt cả. Cũng mới ngày vừa đây thôi, cũng là xảy ra một cái trường hợp là xảy tai nạn, thì cách đây vài năm ấy thì cũng là xảy ra mấy vụ rồi. Đường xuống cấp không chỉ gây khó khăn đến giao thông đi lại, trong đó có tình trạng quá khổ quá tải làm rơi vãi vật liệu xây dựng trên đường, cùng với tiếng ồn và khói bụi làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.